Chào các bác nhá. Shop online Tân Ánh xin chào toàn thể anh em. Hôm nay tôi tranh thủ làm cái clip này, hàng vừa mới về nhà xong, tôi mới trở về đây. Giới thiệu với các bác là cái mẫu là ngụy trang nhá. Mẫu là ngụy trang, mẫu là ngồi, mẫu là ba cửa cho anh em đi bẫy gà gây gác cu nhá. Đã có mặt tại shop trong thời gian vừa qua là mẫu này là nó hết hàng cả một tháng rồi. Shop không lấy kịp thì bây giờ là mới đặt được hàng về kịp nhá. Bên kho xưởng mới gửi về. Thì hôm nay tôi sẽ quay cái clip này để giới thiệu cho các bác chi tiết là cái mẫu hàng thực tế và nó có như thế nào. Tại vì mỗi một đợt hàng ấy thì nó có sự khác nhau, mỗi cái khác nhau một chút. Thì bây giờ các bác hiện tại mua hàng ấy thì shop sẽ gửi cho các bác cái lô hàng này. Thì tôi muốn các bác là xem cho kỹ là cái nào này nó có như thế nào và quy cách về số đo, về màu mè để các bác nắm được. Thì khi các bác nhận được hàng, kiểm tra hàng thì trên tinh thần như vậy là các bác kiểm tra và nhận hàng nhá. Chào các bác. Ở đây các bác này, đặt này là cái tay cầm của nó là tay cầm dạng sách này nha các bác nhá. Tay cầm dạng sách. Ở kho nó không làm cho mình được cái dạng tay cầm dạng đeo ba đô. Thì có như nào tôi nói vậy. Còn các bác hỏi tại sao lại không làm như vậy thì tôi trả lời các bác là tôi có đặt rồi nhưng mà lại không được. Người ta làm nhầm. Người làm không theo ý mình. Thì làm theo cái ý cũ là tay sách. Đấy, nó tóm lại là hàng thực tế là tay sách như này. Và màu là chỉ có một màu duy nhất thế này nhá các bác nhá. Ngụy trang lá cây khô, thiên về màu vàng hơn một chút. Đấy, ngụy trang lá cây khô. Trong cái nào đấy thì nằm trong túi vải như này, cái bọc như này nha các bác nhá. Tôi sẽ mở ra cho các bác xem. Mở ra này, các bác kéo khóa ra lấy nó ra. Chất liệu của cái vải này ấy, là các bác nhìn này, nó bằng vải dù nhá, bằng vải dù không thấm nước. Cái này là chống mưa đấy các bác. Trong này có một cái túi có bốn cái chân để các bác ghi vào bốn góc phòng khi mà bị gió nhá. Cái này là cái nào, các bác thả tay ra thì các bác thả từ từ thôi. Cái này nó bằng thép rất là căng, nó bung mạnh quá thì nó giãn, nó cái đường chỉ thì độ bền nó không cao. Thì các bác lưu ý là của bền tại người nhá, mình dùng nhẹ nhàng nâng niu thôi. Đấy, bác mở từ từ ra thôi, nên là nó vừa có độ im, nó không gây tiếng kêu, không ồn thì con bổ thì nó không có sợ. Đấy, các bác vén nó ra. Vén ra thì mới đầu vén ra ấy, là nó không khí nó chưa vào thì cái nào nó còn méo. Các bác kéo cửa sổ lên, kéo cửa sổ ra dễ. Thì đấy, không khí nó vào nó ngồi trong. Đẩy cái nào nó phùng tròn lên. Đó, nó phùng cái nào lên nhé. Và đây là thực tế cái nào. Cái nào ngụy trang. Nào ngụy trang, nào cho anh em đi bẫy gà đi gác cu. Đây là ngụy trang. Đây, các bác thì xem cho kỹ này. Màu là như thế này nhá, màu là như này. Và cái kích thước của nó là chiều cao nhé các bác nhé. Chiều cao là 1 mét. Chiều cao là 1 mét. Và chiều ngang này cũng là 1 mét luôn, rất là rộng rãi cho các bác hai người đi hoặc là người với ba đô cũng rất là rộng. Thế còn anh em tuổi trẻ mà dẫn gấu đi theo thì cũng vô tư luôn, không phải suy nghĩ nhá. Đây là cái cửa chính. Cửa chính này ấy, thiết kế như là shop đặt luôn, sẽ có hai khóa để từ hai bên nhá. Thì khi các bác vào, các bác kéo ấy, là các bác kéo từ hai bên kéo xuống, một bên này kéo một nửa, bên này kéo một nửa để độ bền ấy. Cái khóa được cao. Thế còn cái hàng cũ thì là một khóa kéo quay tròn như này ấy, thì nó không được tốt. Hàng này là hàng hai khóa các bác nhá. Cửa chính hai khóa này. Đây chỉ hai khóa. Thế còn là tôi nói luôn, các bác nắm được. Cửa chính hai khóa nhá. Cái này giữ cửa này, này. Nó cũng thiết kế rất là tinh tế nhá. Đây tôi xin phép mình ngồi tí chân đau. Đây này. Cái trường hợp các bác mà có mua về ứng dụng đi câu ấy thì các bác cuốn cái này lên. Các bác cuốn này lên. Nhưng mà các bác cuốn cái đằng trắng này ra ấy thì nó sẽ lộ, nó không được đẹp lắm. Tôi khuyên các bác cuốn cái đường sậm này vào trong. Các bác cuốn tròn vào nhá. Con đây ra muốn làm không? Có vào không? Đây, các bác cuốn sậm đường sậm vào thì nó đẹp, nó không có bị lộ. Đây các bác để ý này. Đây nó có cho mình một cái đai, có cái mấu như vậy luôn. Phía trong này này. Có may sẵn cho mình một cái đai giữ nữa, là các bác kéo cái đai phía trong ra, cài vào cái mấu ở phía ngoài này nhá, cài vào mấu ngoài này. Con vào trong đi con. Con vào trong. Đấy, cài cái mấu ngoài này là sẽ thành luôn nhá. Nó không phải dây, không phải buộc nút, không phải thắt con do cái gì cả. Nó rất là tiện nhá. Đấy, này là cho các bác thích đi câu thì các bác cuốn như này, các bác ngồi nó thoáng. Đấy, và cái nào này mà ứng dụng cho anh em đi săn bẫy thì các bác sẽ kéo cửa chính vào và các bác sẽ quan sát bằng ba cửa sổ nhé, ba cửa sổ. Đây là một cửa sổ bên hông,
À, tôi nói luôn nhé, cái cửa sổ này các bác dùng ấy thì hướng dẫn cho các bác cách dùng luôn. Thứ nhất, đây cái đầu tiên là các bác nếu mà muốn kéo lên hết để cho nó trống, cho nó mát thì các bác quấn như tôi này, quấn đường màu vào trong để cho nó không bị nổ. Và đây nó có sẵn cái đa cho mình, các bác chỉ việc kéo ra, cài vào đây là ok, không phải thắt nút nhá, không cần phải thắt nút, không phải buộc, rất là tiện, rất là gọn gàng. Đấy, là rất là rộng nhá. À, cái diện tích cửa sổ này ấy, nó là vuông 25 cm, 25 cm. Rồi, thế nếu trường hợp mà các bác muốn mở ít thì tôi hướng dẫn cho các bác luôn. À, các bác sẽ để cái cửa sổ như này, hai bên này thiết kế cho mình hai cái khóa này. Các bác muốn mở bao nhiêu thì tùy theo đấy, các bác kéo khóa xuống một nửa thôi. Ví dụ tôi muốn mở một nửa, các bác kéo khóa xuống một nửa, hai bên kéo một nửa nhá. Trong cái phần còn lại này, các bác gấp nó vào trong cho tôi, các bác gấp vào, gấp vào mở đấy, nước cái này vào trong thì là nó rất là gọn gàng mà lại có tính ngụy trang cao, không bị lộ, mà ở trong quan sát ra lại rất là thoáng. Nếu các bác muốn quan sát rộng các bác cho lên cao hơn, các bác muốn quan sát ít các bác thả xuống hơn, thả xuống thấp hơn, rất là dễ, rất là tiện nhé. Không phải như là cái phiên bản này trước là phải buộc hay là phải vén hay phải lấy kẹp ghim, cái này là thiết kế cho mình hẳn hai đường khóa rồi. Nếu một trường hợp các bác đi túi mưa thì các bác, tôi khuyên các bác là kéo hết đường khóa này vào là sẽ chống được mưa hắt, chống được gió thổi con này. Còn anh em mà đi săn bẫy quan sát thì các bác kéo một nửa lên. Đây tôi hướng dẫn cho các bác cách dùng như vậy nhá, đủ các thứ rồi đấy. À, muốn kéo cả hay muốn kéo nửa. Ở đây là cửa sổ này, cửa sổ bên hông, cửa sổ này, cửa sổ sau này, con tránh ra con này. À, cửa sổ này, cửa bên hông nữa nhá, bên hông nữa. Đây các bác nhìn này, bên kia hông là một cửa sổ này, bên hông cửa sổ này, đằng sau cửa nữa này. Nhà mẫu nào rộng 1m, cao 1m, phiên bản 3 cửa sổ, hàng vải dù, không thấm nước, chống được mưa nhé. Rồi đấy là cái thông số chính của nó như vậy để các bác nắm được, mua hàng đặt hàng. Và trên tinh thần như này là các bác kiểm tra hàng đúng như vậy nhé, là các bác thanh toán tiền cho người giao hàng thôi. Thì các bác mua hàng liên hệ với lại shop nhé, theo số điện thoại kia nhé. Lại theo số điện thoại shop. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn nhanh cho các bác cái cách gập luôn nhé. Đây, gặp lại các bác cứ để cửa sổ đi để cho không khí nó luồn ra ngoài cho nó dễ nhá. Khi gặp lại các bác ấn một nửa này xuống này, ấn nửa xuống thì cái nào là sẽ kẹp lại thành hình chữ V này. Còn các bác gặp lại nữa thì thành một mảnh như này, thì những cái đầu thừa này các bác ấn xuống thôi, ấn xuống đây đây đấy nhá, này các bác ấn xuống rồi cho nó gọn này. Rồi các bác đây này, cái gặp này các bác này, các bác cầm cái đường cao ở lên trên, để cao lên trên nhá, để cao trên này, đường nhỏ xuống dưới, một chân các bác đạp lên cái đường nhỏ, các bác vít cho nó cong xuống như này, vít cong xuống như này, và hai tay các bác cầm hai bên này, bác đưa tay phải vào quấn lại, đưa tay trái vào, đấy là cái hành nhá, hành cho bằng tròn luôn. Còn các bác đơn giản nhất đây là các bác cứ để như này, bác cầm vào đây này, bác cầm vào đây, ông bắt tròn vào đấy, đấy chúng tôi bắt rất là nhanh, bắt hai vòng là nó sẽ vào luôn nhá, là nó sẽ thành cái vòng tròn đàn như này. Đây các bác nhìn lại lần nữa này, làm từ từ ấy thì làm đi, tôi bảo là từ từ ấn xuống, nhưng mà các bác quen tay rồi ấy, các bác cầm hai cái này thôi, các bác bạn chéo là nó là xong đấy, bạn chéo là bạn là chân mà rồi, đó là hoàn thành nhá. Cái cọc đây các bác để ở dưới này khỏi kêu. Đấy, hàng thực tế là như vậy nhá, anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp với lại shop, shop sẽ ship hàng COD đi toàn quốc. Hình thức thanh toán là nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng nhá, shop không nhận cọc trước. Mong anh em ủng hộ shop nhiều hơn nhá. Hàng này thì hàng này nó cũng cái mặt hàng là vũ trang này, là hết hàng rất là lâu rồi, thì shop có nhờ các bác nào mà tiếp cận được cái clip này, cái video này thì các bác vui lòng chia sẻ giúp shop nhé, chia sẻ giúp shop để cho anh em khác cập nhật được rằng là đã có cái mặt hàng nào này để anh em đặt hàng và chơi nhé. Còn cái mùa gà năm 2018 năm nay, rồi các bác đang theo dõi kênh YouTube của shop, các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái chuông bên cạnh luôn để các bác nhận được những thông báo mới nhất và những sản phẩm mới nhất mà shop giới thiệu cho các bác nhé. Rồi xin chân thành cảm ơn, chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhé.